Vào một buổi sáng nọ, khi mặt trời vừa lên tại làng Hego Team, có một nhân vật bí ẩn xuất hiện tại nơi này. Cuối cùng thì mình cũng đã tới được cái ngôi làng này rồi. Không biết giờ anh trai mình có ở đây không ta? Trời ơi, ổng chỉ bảo là mình gọi là đến làng Hero thôi à, chứ không có đưa địa chỉ nhà ổng gì hết trơn á. Hello, xin chào các bạn, mình là Jabun đây. Đó là các bạn đang thắc mắc mình là ai đúng không? Mình là em trai của Phong Cận TV, là thành viên mới của Hego. Ghê chưa, hấp dẫn hấp dẫn. Nói chung là hôm nay á, là anh Phong Cận có hẹn mình á, là để mà đi thăm làng các bạn. Nhưng mà ổng hẹn nhưng mà không đưa địa chỉ, cứ buồn. Không biết là trong làng có ai không ta? À, ai ở đây không? Ủa sao không có ai hết vậy? Có ai đây không? Ra đón tại tử Hàn Quốc Kim ơi, Du ơi, Kim ơi, Jabun đây. Trời ơi, có ai ở đây không vậy? Ủa sao không có ai hết ta? Chắc là không có ai ở đây rồi các bạn ạ. Nhân tiện là không có người ở đây, mình sẽ làm một chuyến khám phá làng Hego để coi thử coi trong làng Hero có gì nha các bạn ơi. Thật là vui. Trời ơi, lần đầu tiên. Màu xanh. Nhìn cái nhà màu xanh là biết là nhà của mình rồi các bạn ạ. Thôi ôi, màu này đâu phải màu của mình đâu. Màu này là màu xanh nhạt mà, xanh nhạt mà. Còn mình là màu xanh ngọc mà. Ủa đâu phải đâu. Trời ơi, vậy là màu này màu của ai vậy ta? Ủa các bạn nào biết màu này là màu của ai nhớ coi mình bên dưới cho mình biết nha các bạn ơi. Trời ơi, cái màu này lạ quá à. Để vô thử coi. Nhà của ai đây? Nếu mà nhà màu xanh thì trong Hego là chỉ có chị mèo Simmy và anh Phong Cận thôi. Mà nhìn cái nhà nữ tính như vậy thì mình nghĩ là nhà của chị mèo Simmy đó các bạn ạ. Trời ơi, đúng là con gái ăn ở ngăn nắp ghê luôn á bạn ạ. Thôi, mình đột nhập nhà mà không xin phép thôi. Anh xin lỗi chị Simmy nếu mà chị Simmy có coi clip này của em nha. Vậy cái nhà màu xanh này chắc là không phải nhà mình rồi các bạn. Cái nhà màu xanh này. Thôi ôi, cái nhà màu xanh này là bự như vậy là chắc là nhà của mình rồi nè các bạn ơi. Đúng là Hego Team chu đáo biết mình tới đây nên là đã xây cho mình quyến một con cá to đùng luôn. Mặc dù linh vật của mình là con cáo các bạn ạ. Mà thôi kệ đi, nói chung là con cáo hay con cá gì cũng được hết trơn á. Thôi chắc bây giờ mình sẽ vô xem thử nhà mình như thế nào nha các bạn. Ủa cái con gì á? Con cá các bạn ơi. Wow, có một con cá to đùng luôn. Để mình xem thử con cá này cân cá gì nha. Gì vậy? Sao có con cá mập ở đây vậy? Nhìn xa ta tưởng baby, nhìn gần hóa ra là Daddy Shark các bạn ơi. Trời ơi, baby Shark bây giờ thành Daddy rồi. Chết rồi. Hình như là con cá mập này nó không cắn mình các bạn. Hình như nó đang tu hành hay sao nó. Nghe nói nếu mà nhà có cá mập chắc chắn là nhà của chị Sammy. Ủa đúng không? Nhà có cá mập là nhà của chị Sammy. Ủa cái con này con cá. Ủa cái nhìn cái nhà này mình thấy quen lắm nè. Cái nhà này hình như là hình con cá heo các bạn ơi. Có thể nào là nhà của anh Phong Cận? Nhà của anh Phong Cận thì có các bạn. Ở đây có con cá mập nè. Có nghĩa là anh cá mập và cá heo sống chung với nhau. Đúng rồi, vậy chắc chắn đây là nhà của anh Phong Cận. Trời ơi, đúng rồi nè các bạn, có hình của anh Phong Cận giống này nè. Trời ơi, mình đoán đúng rồi các bạn ơi. Quá đỉnh luôn. Nhà của anh Phong Cận có được cái bếp lò nhìn thấy xịn dữ bay. Ủa nhà của anh không có. Phòng ngủ nè. Wow, có thể ngắm được bên ngoài luôn. Ủa khoan, cái gì vậy? Ủa sao anh Phong Cận lại mặc váy ta? Ở trong nhà của ảnh tại sao lại có váy? Oh my god, không lẽ anh Phong Cận đam mê váy sao? Không được. Trời ơi, anh Phong Cận là thần tượng của mình. Không được, buồn lắm. Không được, chúng ta phải che lại. Cái gì đây? Có một cái nút. Mình ấn thử coi nút để làm gì. Ủa cái gì? What? Chỗ này là để chỗ để mà livestream nè, làm game của anh Phong Cận các bạn ơi. Có thể nhìn từ trên xuống dưới luôn. Đỉnh thật sự. Wow. Nhìn phía dưới chúng ta có thể thấy Daddy Shark đang bay vòng vòng. Đang bơi vòng vòng. Lộn các bạn. Ok. Wow, đúng là phòng xịn thiệt các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi xuống nha. Xịn thật. Ủa còn cái này là cái gì đây? Nút bên này là gì nữa? Mình đang ở trên lầu cao luôn các bạn. Cái này là tầng thượng nè các bạn ạ. Wow, xịn thiệt. Có thể nhắm được xung quanh làng luôn. Wow. Hay, nói chung là mình đã khám phá nhà của anh Phong Cận được xíu rồi các bạn. Cái gì vậy nè? Wow, trời ơi các bạn ơi, cái này là nguyên một cái căn nhà to đùng luôn.
cái nhà này là nhà của nghe bảo đâu nhà của chủ tịch Sigo các bạn ạ. À. Ồ trời ơi. Đúng rồi các bạn, có cái mặt của anh Sigo nè. Trời xịn sò các bạn ạ. À. Ồ nhà anh Sigo đúng xịn luôn các bạn. Hey, ước gì mình cũng có một cái ngôi nhà bự và to như thế này ha. Hey, nhưng mà nhiều khi ước mơ chỉ là mơ. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ. Trời ơi là trời. Không biết khi nào mình mới có ngôi nhà to như vậy ha. Chắc mốt mình xin anh Phong Cận thay cho mình một ngôi nhà khổng lồ luôn các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ là chắc không có chuyện đó xảy ra đâu. Ủa nhưng mà khoan, cái gì đây? What the hell? Oh my god. Một cái cây to đùng luôn các bạn. Wow, nguyên một cái cây khổng lồ luôn. Cái cây này nếu mà ở đây thì mình nghĩ đó là một cái cây thần đó các bạn. Nếu như một cây thần như vậy thì mình có thể gọi là bỏ đồng xu và ước một điều ước, thì chắc chắn điều ước của mình sẽ trở thành sự thật. Bây giờ mình sẽ ước nha. Con cầu mong cây thần hãy giúp cho con trở nên đẹp trai nhất làng Hego Team. Mình nghĩ là cái cây thần này sẽ không thực hiện được ước mơ này của mình đâu. Tại vì anh Phong Cận đẹp trai nhất làng Hero rồi, vũ trụ luôn mà các bạn. Thôi rồi mình ước cái khác thôi. Mình ước cái gì đây ta? Con ước con giàu nhất làng Hero được không? Ủa mà khoan, mình ước là giàu nhất làng Hero thì là ông Siro. Thôi kệ, bỏ qua đi, mệt quá. Cây thần chắc không thực hiện ước mơ này của mình được không? Nhưng mà khoan, cái cây này có cái gì ở trên này nè các bạn ạ. Để mình bay lên coi. Ôi khoan, sao cái cây này nó như là một cái chỗ để mà ngắm cảnh vậy? Có chỗ để ngồi ngắm cảnh luôn nè các bạn. Wow, xịn sò, xịn sò. Tại sao ở đây có một xanh lá và có củ cà rốt ta? Ủa? Sao mà nhìn thấy cái cây này nó lạ lạ nha. Ủa, có một đống cà rốt luôn nè. Ủa, tại sao trên cây lại có bồn rửa tay? Ủa, rồi có cả bánh mì. Ủa, trời ơi, có cả luôn cái này luôn, thật là vô lý. Tại sao trên cái cây đó lại có những cái món đồ này ta? Nếu mà các bạn nào biết comment bên dưới đi, chứ mình là mình không biết luôn á. Ủa, ôi là trời, sao kỳ vậy trời, cái gì mà lạ vậy? Nani, what? Ủa, tại sao trên cây lại có giường ngủ? Ủa gì kì à? Ơi các bạn ơi, các bạn nào biết thì các bạn comment bên dưới nha, chứ mình là mình bó tay cái này rồi. Nã ní nữa. What the hell? Tại sao trên cây lại có cả cái này? Hả? Tại sao? What? Tại sao lại có cái PC? Oh my god. Trời ơi, sao mà lạ dữ vậy ta? Kiểu này mà để cái PC trên này nè, mưa mà dột xuống một cái là hư PC luôn đó các bạn. Ôi ôi, mình không biết nhà này của ai luôn á. Nếu các bạn biết comment cho mình biết nha. Chứ mình thấy là nó giống cái nhà lắm rồi đó. Nhưng mà mình vẫn thấy thiếu cái gì đó các bạn. Hình như ngôi nhà này thiếu chỗ để đi tắm. Ừ, nếu nó là một ngôi nhà thì nó thiếu chỗ để đi tắm các bạn ạ. À. Có thể là chỗ để đi tắm là ở đây. Mình nghĩ là như vậy. Mà thôi kệ đi, mình đi thăm những ngôi nhà khác thôi. Tại sao trong làng Hero Team lại nuôi hổ? Nhưng mà khoan, chúng ta nhìn vào con hổ này là chúng ta biết được đó là điều gì các bạn biết không? Khi mà nhà nào nuôi hổ thì nhà đó gọi là gì ta? Giàu có, hoặc là một cái ngôi nhà muốn làm bá chủ cả thế giới. Đó. Chính như vậy nên mới nuôi con hổ ở đây. Có thể đây là nhà của người nắm chùm cái làng Hero. Có thể là như vậy nên là mới để con hổ ở đây nè các bạn. Nhưng mà nhìn thấy sợ quá, không biết nó có ăn thịt mình không nữa. Hello hổ. Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ơi nó không ăn mình các bạn. Thôi quá, hình như là hổ nhà nên không ăn. Nhưng mà màu vàng này thấy quen nha. Các bạn nào biết trong Hero Team ai màu vàng comment cho mình biết nha. Theo mình thì đó là anh Mr. Dịch, đúng không? Thì cái ngôi nhà này chắc chắn là nhà của anh Mr. Dịch rồi. Ý đúng rồi nè các bạn ơi, có nguyên hình cả poster của anh Mr. Dịch ở đây. Thì chắc chắn đây là nhà của anh Mr. Dịch. Trời ơi, cái nhà xịn sò, có cả poster gì đẹp trai quá trời ơi. PC. Ủa mà PC không có ghế ngồi. Ủa PC sao mà ngồi chật nước vậy nè. Ủa, nếu mà cái PC ở đây, tại sao đây là, sao là bàn ăn? Ủa, livestream mà vừa live vừa ăn hả? Ồ, lạ vậy ta. Có thể là đây là một cái gì đó thật là lạ đó. Ủa, nhà bếp nè. Còn ở bên đây thì không có gì ở bên này hết. Để lên trên lầu thử coi. Wow, lầu gì mà xịn dưới ta, nhưng mà lại là váy. Ủa, tại sao lại là váy nè ta? Lại là váy các bạn. Tại sao trong các làng Hero lại có váy? Trong nhà của những người đàn ông lại có váy? Hả? Tại sao lại lạ như vậy? Mình cũng không biết nữa, các bạn nhớ comment cho mình biết nha. Oh my god. Ủa, nhà này quen quen, nhà màu đỏ này quen quen. Có con thỏ. Mà đằng trước có xe poster này quen quá. À, nhà của Kagon đúng không? Trời ơi, biết mà. Trời, nhà của Kagon nè. Cái gì đây? Cái gì? Một bức hình. Ủa mà sao giống anh Yukito trong Sakura quá vậy các bạn? Trời ơi, y hệt anh Yukito trong Sakura luôn các bạn. Có biết anh Yukito không? Trời ơi, y hệt luôn nè, cái bức hình này nè. Đó, anh Yukito. Có phải là anh không vậy? Hay là hình của Kai? Đó, phải không ta? Hay là
nói chung mình không biết nữa. Nhà của trai con nhiều 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 đồ chơi ghê. Ở đây có cả bàn đá banh nè. Trời ơi, xịn sò quá bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ lên lầu nha. Hey. Wow. Oh my god. Trời ơi, nguyên một cái poster khổng lồ. Trời ơi, tập đoàn hở con. Quá trời quá đất luôn. Có cả cái mic nữa nè. Alo alo, mình là Jabun đây, nhớ đăng ký ủng hộ mình nha, cảm ơn. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Ok, na đây, trời ơi, quý một cả một cái đồ để mà hát luôn nè các bạn. Để mình hát cho mọi người nghe nha. Trong căn nhà quen hình như có ma, nó lú đầu ra làm em hết hồn. Con ma đầu đinh hàm răng trắng tinh, nó lú đầu ra làm em giật mình. Các bạn thấy mình hát hay không? Cảm ơn các bạn đã nghe bài hát của mình. Bạn ơi, mình mới vừa phát hiện ra một điều cực kỳ là thần kỳ luôn đó nha. Các bạn biết đó là gì không? Tên tên tên. Wow, trời ơi, biết chưa? Đây là một ngôi nhà cổ kính của mụ phù thủy thì phải. Tại vì mình thấy ngôi nhà này giống như nhà của phù thủy nên mình nói nhà của phù thủy nha các bạn. Chứ mình cũng không biết nhà ai nữa. Nếu mà là nhà của một thành viên của Hero thì cho mình xin lỗi nha. Nhìn giống nhà của mụ phù thủy trong mấy bộ truyện tranh đó các bạn. Nhưng mà mình nghĩ lại rồi thì cũng đẹp đẹp đó. Nên là cái ngôi nhà này chắc là nhà của bà Tiên, hoặc là của nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùng chẳng hạn. Nếu mà các bạn nào biết ngôi nhà này của ai comment cho mình biết nha. Bên này có một ngôi nhà các bạn ơi. Ngôi nhà này trông thật là đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Một ngôi nhà đơn giản, để vô thử coi ngôi nhà này của ai đây ta. Ngôi nhà này sao mà đơn giản như vậy, có cả giường nằm nè. Nhưng mà mình nghĩ là đây là một ngôi nhà đơn giản như vậy mà màu xám như vậy thì chắc chắn là một nhà của những người thích đơn giản. Ở trong Hero Team thì màu xám thì chỉ có chị Sammy thôi các bạn ơi. Đúng rồi, cái ngôi nhà màu xám mà dễ thương mà cute như thế này thì chắc chắn là nhà của chị Sammy rồi. Chính chắn như vậy luôn. Ủa gì bên này đây? Có một ngôi nhà. Một ngôi nhà đầu heo. Phải không? Trời ơi, con heo mất rồi. Oh my god, con heo mất rồi kìa. Đáng sợ vậy. Ui, cái gì vậy? Các bạn ơi, các bạn nhìn kìa. Trời ơi, tại sao ở đây có một ngôi nhà mà bên ngôi nhà lại ở dưới một cái ngôi nhà có một ngôi nhà khác? Là sao ta? Là sao? Em không hiểu, đâu. Ủa là sao ta? Nói chung là mình cũng biết thôi. Nói chung là mình vô thử xem nha. Một ngôi nhà giống như là có dưới tầng hầm vậy các bạn ạ. Trời ơi, ngôi nhà này xịn quá các bạn ơi, có thể ngắm cảnh chiêu chiêu. Nhưng mà có điều là hơi nắng nha. Thí dụ mà mình ngồi ở đây đi mà buổi sáng cái là mình sẽ bị đen da luôn đó các bạn. Đen da thùi lùi luôn đó. Có thể là những tia UV nè, nó sẽ làm hại cho sức khỏe của chúng ta nữa đó. Nhưng mà mình nghĩ đây là kính có thể chống được tia UV nên là mới để như vậy. Chứ mà nếu mà kính mà không thể nào chống được tia UV thì chắc chắn là không được đâu. Căn phòng này dùng để live stream. Nếu mà trong Hero Team thì chị màu hồng là chỉ có chị Mimi thôi các bạn ạ. Với lại linh vật là con heo nên là mình nghĩ là cái ngôi nhà này là của chị Mimi đó. Ủa, bên này có một cái cửa nè, để mình coi thử trong này có gì nha. Trong này là phòng ngủ. Còn bên này là gì đây? Bên này là nhà bếp. Nhà bếp này hơi tối nha. Nhà bếp này phải sáng một xíu. Còn đây là nhà tắm. Nhà tắm đó các bạn. Wow, một cái shop hero. Coi thử trong đây có nhân viên bán hàng gì không, mua mấy bộ đồ chơi về chơi mới được. Alo, có ai ở đây không ạ? Ủa sao không có ai vậy ta? Ủa, Lu này bán hàng các bạn ơi. Lu bán hàng. Để mình coi nào, mua gì đi ta. Ok các bạn ơi, mình mới vừa mua một con gấu nè các bạn. Một con gấu siêu cute luôn. Các bạn biết dùng để làm gì không? Mình nghĩ là các bạn cũng không biết đâu. Thì cái này mình sẽ tặng cho một cô em gái của mình. Tên là Mora. Nếu mà các bạn nào biết Mora là ai, hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Trời, quyến một cái chung cư của Hero Team luôn nè các bạn. Oh my god, mình có thể vô trong này và gọi là live stream đó các bạn. Đúng là công ty siêu to khổng lồ luôn, xịn sò thiệt sự. Ước gì mốt mình có thể xây được một lầu ở trên cảnh ha. Chắc là mình sẽ có thể ngắm cảnh xem qua được luôn á. Tại vì trên lầu cao thần nhìn thấy đã ghê. Trời ơi, cái này là trường học nè các bạn. Trường học Hero Team. Trường học Hero Team. Hero Team đúng không? Đúng rồi, nhưng mà sao không thấy ai học vậy? Đây là lớp học nè.
lớp học xịn xò. Đồ, mà không thấy cô giáo đâu hết trơn. Lớp học này không thấy cô giáo nên thôi mình chắc là mình nghỉ. Nhớ hôm nay là nghỉ hè nên không có thầy cô nào đi dạy đó. Cà phê, wow, cái quán thiệt là to. Đi vô tử cười. Ủa, hôm nay ngày lễ gọi là cosplay hay sao mà nhiều người mặc đồ trông lạ lùng thế. Ồ, anh gì ơi, sao anh mặc đồ lạ lùng thế? Không biết nữa. Ồ, thật ra là tôi thích thì tôi mặc vậy thôi, tại vì tôi đam mê cái bộ phim này mà. Ủa vậy hả anh? Vậy thôi. Ồ, anh này trông quen quá các bạn ơi, anh Naruto. Trời ơi, anh Naruto. Ồ, anh Naruto này sao anh ngồi yên vậy? Hello Naruto. Anh ơi, chỉ cho em những giả nào mà có thể tàng hình để mà đi troll người khác được không anh? Về những giả mà tàng hình thì tôi không thể nào mà chỉ cho cậu được đâu. Tại vì đây phải là ở trong làng lá của chúng tôi mới chỉ. Vậy kì vậy? Thôi thôi, hỏi thì mệt quá à. Thiệt tình luôn á. Bên này là một cái ngân hàng nè các bạn, phải không ta? Không biết nữa. Còn đây là một cái trạm xăng. Wow, một cái trạm xăng có cả bán đồ luôn đó nha. Các bạn nào coi clip của Hego Team thì các bạn cũng đã biết cái trạm xăng này rồi. What? Ở đây tại sao lại có Monkey D. Lip Dog ở đây vậy? Trời ơi, đây có phải là Monkey D. Lip Dog không? Oh my god, mũ gơm, áo nè, có dấu ít ở giữa nè. Đúng rồi, Monkey D. Lip Dog nè các bạn. Wow, cái mỏ, cái mặt hình con chó là chắc chắn là đây là Monkey D. Lip Dog rồi. Trời ơi, theo như mình suy luận á, biết tại sao mà cái ông nội Monkey D. Lip Dog này đứng ở đây không? Là tại vì đang đi gọi là đi tìm kho báu thì vô tình lạc vô trong cái đảo thiên đường này và bị kẹt ở đây vĩnh viễn, nên là đang gọi là đang tìm người đến cứu đó các bạn. Đó nên là giơ hai cái bàn tay lên, cứu tôi với. Đó, nên đứng ở đây cứ kêu hoài đó, xong rồi cái hóa thành tượng đứng đây mãi luôn đó các bạn. Mình nghĩ vậy thôi chứ biết phải vậy không nha. Ok các bạn, thì nói chung á là ngày hôm nay mình đã gọi là đi xung quanh làng Hego rồi. Thì mình cảm thấy rất là vui luôn vì lần đầu tiên mình được thấy được làng Hero ngoài đời. Ủa lộn, trong game. Nhưng mà cũng không sao, nhưng mà ở trong game cũng vui mà, đúng không? Ok các bạn, vậy là video này của mình gọi là đã tham quan làng Hero rồi các bạn. Nếu các bạn thấy làng Hero đẹp bao nhiêu điểm thì các bạn nhớ comment cho mình biết nha. Và nếu các bạn nào muốn video ra sao á, mình làm những cái thử thách nào như là khám phá ngôi nhà nào thì hãy comment bên dưới, mình sẽ khám phá ngôi nhà đó nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn clip sau. Bye bye, nhớ like share cho mình nha. Mua.